là gì đây? iPhone. Trận này trận thứ thứ ba đúng không? Nhìn kia rồi ta chạy đi chạy đi. Nhẹ có giờ chạy chạy đúng rồi, chọn rồi đó, chọn rồi đó. Đi mũ thầy lẹ luôn vì lẽ ớt thôi. Nó mình đang một cái Vario rồi, Vario 160 ớt ra. Mình đang tính mua Winner ớt á. Thôi nói mấy ông này làm gì mất thời gian rồi đó. Vô bú hai mẹ mà đánh không lại mình vợ là chết vợ nha. Hai mẹ không bú lại nó là chết đói đó chứ. Hippie rất có ý tưởng. Khó chịu vậy. Mua AP à? AP ta có Vario được mua AP chí. Nếu mà mua mua xe xe số luôn. AP biết lần này nữa. Tất thì mua xe số ẹt hoặc là winner thôi. Mua nó trùng xe quá. Mùa xuân Z 1000 em tiến à, Z 1000 chắc phải bù thêm em tiến cả trăm cụ nó mới mua nổi. Z 1000 mua xong đói luôn rồi. Mua xong điên người luôn đấy chứ. Mùa xuân của em đang hé nở. Không thì 350 y đắp đồ chơi vào đi tới già hả? 350 y hả? Nghe hết 350 hả? Hết 350 à? Hết hết 350 chắc má Tết mới đủ tiền quá nó mà để dành á. Nếu mà mình ra ngoài sớm thì có khả năng. Ôi dồi ôi, đi nơi luôn má ơi khổ. Mùa xuân của hả? Đâu bằng tí nữa hả? Vừa đi vệ sinh vào đá ba không à? Cái mẹo chứ. May là đi ấy chứ mà đi đi lâu lâu tí nè má âm tín 9010 mà. Chết thế nhở. Có cho chốc luôn nữa chứ. Kèo đó kèo dưới rồi tự nhiên đi nó 30 nữa khó chịu luôn. Nhức cái đầu luôn đó chứ. Ta lùa mà không cho mày hít xe luôn chứ nó mà ăn đòi ăn đó. Mùa xuân của em đang hé nở. Karim ngoài rồi kìa, thấy rồi đó. Xấu rồi chốc ơi. Không băng trụ đời thế này em tiến đi hai đi ra trung tâm luôn à. Đôi bạn cùng tiến à. Chưa gì đến
Ủa, đống mạng luôn rồi. W hồi hack game vãi à. Trời ơi, nó hồi lâu với cả trưởng ra chứ. Để né W hồi xưa hồi nó hồi luôn á, bây giờ nó hồi ví dụ 9 giây hồi nó hồi còn 2 giây á. Giết người xong hồi 2 giây sau hồi phải. Giây hồi game 2 giây gì phải. Chọc lưỡi hái luôn. Chọc lưỡi hái và hòa luôn cơ. À, chắc biết hết game có lên sóng lưới hái không chứ mình không level nhanh mình không dày luôn băng trụ cho nó dễ cái dày cho băng trụ dễ hơn cái vô danh đó mọi người để ý nha để ý phần này thay đa trụ cho băng coi nè có dày là bố đi nẹ rồi đấy mùa xuân của em đang thế nào. Chốc này đi luôn rồi. Đôi bạn cùng tiến gì vậy? Đôi bạn cùng tiến gì vậy? Đôi bạn này có mà đi xa luôn rồi chứ. Phan như này gặp tôi gặp rồi đó. Thằng này tôi gặp rồi á. Có thợ cha chóc chưa? Không bốn luôn. Lấy cái ly hái nó đúng rồi đó. Giờ pha mới khó thôi. Giờ pha mới khó thôi. À, chóc lên thăm nghèn tích ly hái. Ý là win bây giờ đó. Đùa đâu. Mít tôi lên phép hả? Mít không có CC khỏi khăn. Mới lên một dịp món hai bây giờ. Mùa xuân của em đang đến. Oh, em với nhau lớn mày rồi. Đây là gì vậy? Ua làm gì để hiểu luôn. Lì thật cái kia. Trời ơi. Ăn cua chạy nó chạy đâu được mà chạy không biết không có giày rồi cơ ai chạy
chết không rồi. Mùa xuân của em đang hé nở. 10 thành công à. Má, chốc chưa được một nửa đồ nữa, ta hai đồ rồi. Hai đồ mà đếp phải hai đồ bình thường, hai đồ có giày nữa cơ. Hai đồ có giày nữa cơ. Mọi người nó xem chúng ta video nhớ là video ngộ nữa nha. Bữa tối bị mọi người. Giờ nó có lên nó gan ba thằng này cút luôn. Hết hết cỡ gan. Thôi thôi hút 15 cuồng đao nó gì chơi á. Hai đồ đó chứ. Dễ quá nhờ. Chốc đem dép luôn. Mày đánh sao vậy? Nắm. Mùa xuân của em vẫn đang ta. Dạ ra boss nó đem hoè hoè với top cái rừng lọ luôn. Gãy cánh chim tay luôn. Có tầm thường nữa. Sư dạ endgame là vừa đó. Sư dạ endgame là vừa đó. Còn gì nữa đâu. Lật là chấp. Sao chúng nó GG sớm, hình như là 10 phút GG được đúng không? 10 phút GG được mà. À, chưa nè, 15 rồi. Bắt 15 rồi. Tôi yêu đứng lên bắn lính nè. Thả chiếc dao ta đẩy vào luôn nó chứ. Dạng này hút thì được mà đúng không? Ngon lắm. Chơi. Đú, sư giả lọ. Được. Gì vậy? Đú. Sứ giả lọ. Con sứ giả lọ. Oh my god, net. Má băm không chết nổi. Vẫn là tiếng bịp lái sứ giả. Chốt tệ sứ giả. Chưa đánh cứ đòi thua game thôi.
Chơi ai chơi lại. Nè, chết mẹ người ta. Nhông. Mày thích nhau quá. Tưởng nó chạy, thấy ghét chưa? Rồi lên hai ta khẳng định vô chỗ ta bơm luôn á. Lên hai ta vào chỗ ta đơm luôn á. Chui máu nữa nè. Rồi đi chắc rồi đó, đi chắc rồi đó. Vô máu tự đó. Vô máu tự đó. Muốn lựa chúng tôi đi xa luôn, đi khá là xa luôn đấy đó. Thôi, khỏi đợi luôn, về đi. Chỉ là hư vô. Và nghĩ thời gian chuyện ở đâu thì đánh ở đó thôi mong ơi, chuyện thắng chạy thua thôi gì đâu, chuyện thắng chạy sau thua thì cũng nhiều vốn. Và cuối cùng cày bao nhiêu thời gian sẽ lên được đánh mới là vấn đề. Đèn đỏ nó sẽ khác nhau nhưng mà chắc Garen thì Ren mình chả biết có còn gì không. Và nghĩ thời gian bảy chìm mất hai quay đáy luôn. Sẽ đâm băng tên này nha. Đủ có người á. Rồi ai trở lại mày nhá, quỷ. Garen siêu vương chẳng lạ thế nhở. Ây da, không một anh nó có lính rồi. Lọ. Đúp lại cái rồi hồi e nóng luôn anh. Không có nhảy nhảy cái gì nữa phải không? Nhảy nữa ta. Nhảy nữa ta. Nó còn nhảy nhảy nữa không nổi nữa chứ. Hay nhảy nữa. Ở đây nó nét phải ôm trụ được cái đồ rồi đây. Đây một hai đồ rồi đó. Mình là đi rồi. Chào thành nô nha, hello thành nô. Thời gian chỉ là hư vô. Sợ là đây nó đánh thêm tí máu nữa, mình bị vô máu tự đúng không? Nó thiêu đốt cái là mình vô máu tự liền à. À, like xem cho cái like video nhé, like video ủng hộ mình đấy nha. Like video ủng hộ mình lên đề xuất nữa nha mọi người. Happy New Year. Top bao nhiêu xong rồi đó. Top này có một rừng cứu đấy nội. Thằng Lý Xin nó tung quy kìa. Má cái quy xuyên lính luôn. Ác kìa ta. Cái quy xuyên lính luôn mà. Quỷ giờ đấy phải người rồi. Ghê với đạn luôn. Vô đâu mà đánh lại mà. Má không. Chỉ là hư vô lại cái bộ đỏ nữa khó cho Garen luôn đó chứ. Má mày Garen đang khóc tiếng mén rồi nó lên cũng bộ đỏ hay chứ. Rồi Garen đi bỏ xe luôn. Thế bỏ xe thì bỏ nửa máu mất xe luôn, vừa mất xe mất nửa máu nữa khó chịu luôn đó chứ. Vừa mất xe vừa mất thêm nửa máu đó. Rồi pha này thì cũng đi chứ làm gì đâu mà. Em Tết yêu vua không ve que ăn Tết anh ông. Đông nha. Thấy
đấy rồi, mẹ nó chết dở. Rồi. Loạn quá vậy. Ta vét này nó chết dở mất dở rồi. Mất sâu rồi. Quê á? Quê làm gì? Tự nhiên cứ về quê đúng không? Tự nhiên cứ về quê làm gì? Người tự sát quá. Em Tết tiêu. Ủa không về quê ăn Tết à Tiến bị. Không suy nghĩ trong đầu không? Không về quê nè. Không có việc gì khác làm à? Cây lại được cây rồi. Rồi đợi nó biết chê 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 phải bỏ đi rồi qua rồi. Lì lên hả? Ây à, mẹ nó lì á. Nó vẫn vô tìm rừng rồi nó chứ. Khô thật. Tóc có hiện bé cứu. Tiến phạm trận trước ăn hành con Daris, trận này chốt giận con Garen. Chơi Garen luôn á chứ. Hay á. Nhận đường luôn. Chop, chop cho Garen luôn. Garen săn cỏ luôn. Lên ba kiếm dài rồi mà. Má, kiểu này nè. Chắc là mai mới ăn được tao luôn á. Chỗ này là mai nó mới ăn được mình luôn đó chứ, lên đồ này mai nó ăn thật á. Xin là hứa. Bạn nào đã xem những cái live video, những live video ngộ mình đó nha. Buổi tối vậy mọi người. Happy New Year. Mùng 1 Tết. Nay có ông nào được lì xì nhiều không? Nay tôi. Nay tôi. Nay tôi không có nhận bác. Top này đi rồi, top này là sự mình xè luôn. Ác kìa ta. Top là lên điều mình xè luôn rồi đấy. Đến cái gì luôn. Trụ này thì một hit bẻ bẻ rồi. Tướng đi, mẹ ra kim cương biết con Garen, trông nó khó. Đến cuối game cũng yếu hơn gì luôn, chạy với anh bằng đang cách nào luôn. Đến cuối game nó chạy với anh là cách nào luôn. Tali lên. Tali boss luôn hả? Thời gian chỉ là hư vô. Không lấy trụ rồi. Boss hả? Trời. Tiến phạm Garen chúa tể những cây kiếm. Garen đu chủ điện rồi. Được lì xì 1 lít rửa nhưng bay trước 7 lít à? Sao bay 7 lít hả? Trưởng thành đi làm rồi lì xì lại thì có hả? Nhiều ông vơi lai tôi vẫn nhỏ mà. Có mấy ông đang với ông được lên. Đâu phải ông này ông lớn đâu, có mấy ông có mười mấy tuổi, 15, 13 tuổi vậy chứ. Jazz Memory, y top ngại kèo gì ông?
sót lại. Kira ơi, nói lại này, Garen biết đâu nó hồi phục ra. Demacia và đó là tính đi. Và đó là Demacia. Khắc bị chửi ghê lắm mà. Úi dồi ôi. Thế à, chết vợ rồi đó. Má ơi luôn. Và đó là Demacia. Má nó chứ. Gì trời. Tao mới ngó cái đầu ra, tao chưa làm gì cho nó đấm nó chết luôn. Đó, xem chúng ta video nhớ like video ủng hộ mình nha. Tối vậy mọi người, thôi bỏ rồi. Tụt mấy bước hello. Tiến phạm Garen lì xì cây kiếm đầu năm. Garen lì xì em đi mấy chục điểm rồi đó. Garen nó xuống boss luôn. Ui, hay. Đi ra chặt. Bảy chìm, bụi cây có kiếm. Cây có kiếm. Phan Tấn Tài, năm mới thành công nhé em. Phan Tấn Tài nha đâu anh. Trời ơi, được rồi. Your team has destroyed a turret. Chỉ là hư vô. Phát Lu, về bắt lạnh hai ngày chưa dám tắm. Bắt à? Bắt à? Chỉ là chậm là không kể chạy. Vớt tục hành cho nó chạy đi. Chơi game mà bật tốc hành Lee Sin nó lại hai tên lính luôn nha. Ôi để chứ. Bạn nào đã xem những cái video nhớ là video ủng hộ mình nữa nha. Buổi tối vậy mọi người. Ra hết tên này dự ăn bấy sâu rồi mấy cái đá rồi. Giải trí 1 M1 Van Lai anh B. Còn một vẫn lai, mới lai được mấy trận. Lai 9 giờ đến 12 giờ đó. Lai tối chơi, chơi chứ. 30 Tết là phải like, ngày nào cũng like. Không có ngày nào nghỉ đó. Mai mốt bắt chưa, bắt gọi là bí lắm mới nghỉ thôi, còn lại đúng nghỉ đâu. Chỉ là hư vô. Hai con vợ này. Thôi trời ơi. Thằng Garen nó ông tu nó cầm kiếm nó cắm đầu rồi luôn. Hai cái thằng đang ở Vũng Tàu rồi hả? Ừ, đang phường 7. Hoài luôn, chết hoài luôn. Hai chục giây đó. Okay. Tốc hành. Rồi, chết hết luôn. Long 2K9 MGL. Tôi bảo rồi, thua 90%. Việt Nguyên, Y Hải Tim. Không ai đụng người, nó sấy điên luôn. Không ai dám vào luôn.
Maria nó 57 luôn. Ác quỷ thiệt. Nghĩ thời gian chỉ là hư vô. Ở đâu luôn này? Long 2K9 MBL. Nó bảo kê S là win. Hết bây giờ mạnh lắm rồi. 13/7 luôn, chết bằng thằng Garen. Chết trước cái sao chết sau. Ây à, vào cái chết mình sức mà luôn. Má cái đạn thật, cái game khó chưa. Má nó mà ro luôn. Mày có ổn giờ, cắm mắt vô coi. Free farm, free đánh này. Hãy thật cố gắng, thiếu đốt 3 combat rồi vẫn không thấy xài là Ezio. Yeah. Trời ơi. Sút mình sút. SNN Sanen, không tele kho danh, không. Long 2K9 MBL. Chat với Nick dừng và cùng nhau giết anh đê nó mới win được. Mai win rồi. Nay phát điện vòng 1 rồi, hai trận lọ luôn. Má chứ. AD sub mà nó không có tí đam luôn. AD sub nó một đống tác dụng hồi máu thì sát thương. AD sub mình bảy màu như cái gì luôn đó. AD với sub mình là tôi qua bên kia chắc 3 giây bảy màu. Dạ. Yeah.